môn học công nghệ chế biến sữa, phần chính đề thi dạng thứ hai là thuyết minh cái sơ đồ quy trình công nghệ và là về cái sữa tiệt trùng. Thì chào các bạn ha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đẹp Tôi Công Nghệ Thực Phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi cái phần này. Thì bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đẹp Tôi Công Nghệ Thực Phẩm nha. Thì đầu tiên là tôi sẽ cho các bạn xem cái dạng đề thi trước. Nè, cái dạng đề thi là cái dạng 2 mà tôi chia theo tôi á. Thì nó sẽ là như thế này: hãy thuyết minh sơ đồ công nghệ trong hình sau và cho biết là mô hình tiệt trùng gì. Nêu hai dấu hiệu để nhận biết mô hình tiệt trùng này. Là tôi sẽ giải kỹ cho các bạn cái câu này nha, cái câu dạng này. Rồi, đầu tiên ví dụ thứ 4 là bên tiệt trùng ha. Thì các bạn sẽ nhìn cái hình này. Các bạn sẽ nhìn cái hình này kỹ cho tôi. Được chưa? Nhìn kỹ cái hình này thì các bạn sẽ thấy được đây là mô hình gì? Mô hình tiệt trùng, mà là tiệt trùng gián tiếp vì có các dấu hiệu nhận biết sau. Rồi, tiệt trùng. Nhưng mà tiệt trùng gì? Là tiệt trùng gián tiếp vì có các dấu hiệu nhận biết sau. Nó hỏi là cho biết đây là mô hình tiệt trùng gì? Là mô hình tiệt trùng trực tiếp hay là mô hình tiệt trùng gián tiếp đó. Thì cái dấu hiệu nhận biết của tiệt trùng gián tiếp thì cái này là chữ trước đó các bạn. Để tôi sửa lại luôn. Trước thiết bị lưu nhiệt có thiết bị trao đổi nhiệt dạng bản mỏng. Đây, cái số 3 là thiết bị trao đổi nhiệt dạng bản mỏng. Số 4 là thiết bị lưu nhiệt ha. Dòng sữa trước khi vào ống lưu nhiệt sẽ được gia nhiệt ở thiết bị trao đổi nhiệt dạng bản mỏng. Thì dòng sữa trước khi vào cái ống lưu nhiệt thì sẽ được gia nhiệt ở thiết bị trao đổi nhiệt dạng bản mỏng. Vì có injector là tác nhân gia nhiệt trước, nâng nhiệt lên 180 đến 200 độ C. Thiết bị đồng hóa được đặt trước ống lưu nhiệt là trước thiết bị tiệt trùng. Thiết bị đồng hóa đâu? Bị đồng hóa thì tôi nghĩ là số 4 ấy. Không có bồn bốc hơi chân không sau tiệt trùng vì tiệt trùng trực tiếp sữa bốc hơi sẽ bị loãng ra. Đó là các dấu hiệu để nhận biết tiệt trùng gián tiếp ha. Các dấu hiệu để nhận biết tiệt trùng gián tiếp thì các bạn sẽ chụp màn hình lại hoặc là các bạn sẽ đăng ký hội viên để tôi sẽ gửi file tài liệu này cho các bạn học nha. Về cái đường đi của sữa thì các bạn cần phải học luôn cái đường đi của sữa này, là với nâng cái này là nhiệt độ. Được chưa? Cái lúc mà tôi sửa file này thì các bạn nhanh tay các bạn chụp màn hình lại nha. Có cái này là nhiệt độ. Máy ghi tê to là nhiệt độ đó. Ngăn thứ 3 của thiết bị. Rồi, các bạn chụp màn hình lại nha, tại vì cái này nhiều quá tôi không có đọc. Cắt ra đi cho nó dễ nhìn. Sau khi đạt nhiệt độ 140 độ C thì đi vào ống lưu nhiệt 4 giây để tiêu diệt vi sinh vật và enzyme trong sữa. Tiếp tục qua ngăn thứ 4 của thiết bị trao đổi nhiệt để làm lạnh xuống 40 độ C để đi vào ống vô trùng và bồn chiết rót vô trùng. Rồi, tiếp theo là một cái thiết bị như thế này thì là tiệt trùng gì? Thiết bị như thế này sẽ là tiệt trùng gián tiếp nha. Cái hình trên là tiệt trùng trực tiếp, cái hình dưới là người ta tiệt trùng gián tiếp. Tiệt trùng gián tiếp nha các bạn. Vì sao? Vì sữa đi vào cái injector, cái số 6 là injector hay là cái nào, phun hơi và trực tiếp vào tác nhân để đi vào thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống, lòng ống nâng lên. Nâng lên cái này là nhiệt độ tiệt trùng đó. Injector. Vì sữa đi tiệt trùng gián tiếp vì sữa đi vào injector phun hơi trực tiếp
vào tác nhân để đi vào thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống bằng ống, nâng lên nhiệt độ tiệt trùng. Vậy thiết bị là thiết bị ống lồng ống rồi đó. Thiết bị đồng hóa đặt trước thiết bị tiệt trùng. Máy đồng hóa đâu? Thiết bị đồng hóa đặt trước thiết bị tiệt trùng. Không có thiết bị bốc hơi chân không. Không có thiết bị bốc hơi chân không. Đó là một số cái dấu hiệu để nhận biết tiệt trùng gián tiếp. Thì các bạn nhanh tay, các bạn chụp màn hình lại. Thuyết minh. Thuyết minh thì các bạn chụp màn hình lại đi, chứ nhiều quá tôi sẽ không có đọc. Đọc lên nó cũng... Rồi. Làm lạnh sữa xuống 20 độ C và được đưa vào thiết bị chiết rót vô trùng và bồn chứa vô trùng. Tiếp theo là một ví dụ. Thứ 6, hệ thống tiệt trùng gián tiếp sữa tươi nha. Cái này là tiệt trùng gián tiếp sữa tươi. Đây là thiết bị tiệt trùng gián tiếp sữa tươi. Ở đây có một cái biểu đồ thị về nhiệt độ tiệt trùng. Đây là sơ đồ nhiệt độ của thiết bị tiệt trùng gián tiếp. Vì nâng và hạ nhiệt độ từ từ không đột ngột nha. Các vấn đề ống đồng ống và bảng mỏng đều nâng nó lên một cách từ từ. Vậy thì các bạn sẽ nhìn cái sơ đồ tiệt trùng này thì các bạn sẽ biết đó là sơ đồ nhiệt độ của thiết bị tiệt trùng gián tiếp. Vì nâng và hạ nhiệt độ lên một cách từ từ này, các bạn thấy không? Đó, nâng từ 30 độ lên 90 độ, rồi để một xíu, rồi mới nâng lên 150. Nâng từ từ ha. Đó là tiệt trùng gián tiếp. Trực tiếp là injector sẽ nâng và hạ nhiệt độ rất nhanh. Thì đường đi của sữa trong cái hệ thống thiết bị tiệt trùng gián tiếp sữa tươi này, đường đi của sữa ha, đây là cái thuyết minh quy trình. Thuyết minh quy trình này, máy đồng hóa là số 12, đúng rồi. Thuyết minh quy trình này là sẽ cho cái hình hệ thống tiệt trùng gián tiếp sữa tươi sẽ được thuyết minh như sau. Thì các bạn sẽ chụp màn hình lại và các bạn tự đọc nha. Bạn nào có học sữa thì các bạn sẽ tự đọc cái hình này. Rồi, chụp xong rồi đúng không? Ở đây tôi sẽ có một cái sơ đồ bồn cân bằng, bồn nạp liệu, nhiệt độ môi trường, có các nhiệt độ như nhiệt độ bài khí, đồng hóa, cố định protein, sản phẩm ra. Thì cái quá trình cố định protein sẽ có liên quan tới quay protein, là đạm quay á, liên giống quá trình sản xuất sữa tiệt trùng. Cho nên đây là quá trình sản xuất sữa chua ăn. Thì các bạn thấy được cái hình này thì các bạn sẽ biết được đó là cái quá trình cố định protein. Người ta sẽ cho các bạn một cái hình như thế này. Người ta có thể hỏi các bạn là cái sơ đồ này là của cái quá trình gì trong sản xuất sữa. Thì cái quá trình cố định protein có liên quan tới cái quay protein ha. Quá trình cố định protein sẽ có liên quan đến đạm quay. Liên quan đến đạm quay, liên giống quá trình sản xuất sữa tiệt trùng. Đây là quá trình sản xuất sữa chua ăn. Đây là quá trình sản xuất sữa chua ăn ha. Khi mà người ta cho các bạn một cái hình như thế này, người ta hỏi đó là quá trình gì, thì các bạn sẽ giải thích như hai cái dòng này nha. Quá trình cố định protein có liên quan tới quay protein, liên giống quá trình sản xuất sữa tiệt trùng. Đây là quá trình sản xuất sữa chua ăn. Thì sữa chua ăn nó sẽ khác sữa chua uống ở chỗ nào thì tôi nghĩ các bạn cũng biết rồi. Cái này nó khá giống với cái hình trên đây, cho nên các bạn sẽ rất là dễ bị lộn nè. Các bạn sẽ nhìn thấy cái quá trình hệ thống tiệt trùng gián tiếp sữa tươi. Nhìn nha, nó sẽ khác với cái hình ở bên dưới đây. Nó khác, khác không? Nó khác nha. Thì cho nên là khi đi thi, hai hình này rất là dễ bị lộn. Đây là thiết bị tiệt trùng trực tiếp
thiết bị tiệt trùng trực tiếp vì sao? Thì nó hỏi các bạn là thiết bị gì? Nêu hai dấu hiệu nhận biết mô hình tiệt trùng này. Thiết bị tiệt trùng trực tiếp vì có thiết bị bốc hơi chân không? Có thiết bị bốc hơi chân không ha. Rồi, sửa trước khi vào ống lưu nhiệt. Ống lưu nhiệt sẽ được nâng lên đến nhiệt độ tiệt trùng bằng injector trước khi đi vào ống lưu nhiệt. Thiết bị đồng hóa đặt sau ống lưu nhiệt. Thiết bị đồng hóa là số 12 đó. Nó sẽ đặt sau ống lưu nhiệt. Rồi đây là một số cái dấu hiệu để mà các bạn biết được. Đây là thiết bị tiệt trùng trực tiếp. Thiết bị tiệt trùng trực tiếp thì sao? Có thiết bị bốc hơi chân không. Sửa trước khi vào ống lưu nhiệt sẽ được nâng lên đến nhiệt độ, đến nhiệt tiệt trùng, đến no là đến nhiệt đó các bạn. Đến nhiệt tiệt trùng bằng injector trước khi đi vào ống lưu nhiệt. Thiết bị đồng hóa đặt sau ống lưu nhiệt. Rồi, đường đi của sữa ha. Thì cái vấn đề này thì các bạn sẽ... Cái vấn đề đường đi của sữa này thì các bạn sẽ tự chụp màn hình lại nha. Rồi chưa? Rồi ha, chụp màn hình rồi ha. Rồi, tiếp theo một cái ví dụ nữa. Rồi, các bạn thấy quen chưa? Các bạn thấy quen chưa các bạn? Đây là cái đề thi của các bạn nha. Cái đề thi của các bạn đây. Hãy thuyết minh sơ đồ công nghệ trong hình sau và cho biết đây là mô hình tiệt trùng gì. Nêu hai dấu hiệu để nhận biết mô hình tiệt trùng này. Đó là cái đề thi của các bạn. Thì tôi giải đây đây. Tiệt trùng trực tiếp tối thiểu 3 dấu hiệu nhận biết. Đây là tiệt trùng trực tiếp thì các bạn cần phải nêu được tối thiểu 3 dấu hiệu nhận biết, nhưng mà trong đề thi người ta các bạn chỉ cần nêu 2 dấu hiệu nhận biết mô hình tiệt trùng này thôi là được rồi. Thì cái đề thi của các bạn năm ngoái á thì sẽ có các dấu hiệu nhận biết về thiết bị tiệt trùng trực tiếp, tại vì nó có injector nè. Thiết bị đồng hóa đặt sau quá trình tiệt trùng. Đồng hóa là đâu? Đồng hóa là số 10. Số 10 đặt sau quá trình tiệt trùng đúng không? Để coi. Đầu tiên nó sẽ cho đi qua đây. Đúng rồi. Thiết bị đồng hóa đặt sau quá trình tiệt trùng. Thiết bị nâng nhiệt độ của sữa lên là injector. Vậy thì các bạn thấy có injector rồi thì các bạn sẽ có thể kết luận đó là tiệt trùng trực tiếp. Rồi nó có nồi bốc hơi chân không? Có cái nồi bốc hơi chân không? Rồi tác nhân gia nhiệt là hơi nước phun trực tiếp vào sữa. Tác nhân gia nhiệt là hơi nước phun trực tiếp vào sữa, có thể nói là đó là cái injector ha, thì thuyết minh sơ đồ quy trình. Thì các bạn nhanh tay các bạn chụp màn hình lại nha các bạn. Thuyết minh sơ đồ quy trình. Bạn nào muốn có file thì phải đăng ký hội viên trên kênh YouTube của tôi thì tôi mới gửi file cho các bạn nha. Đăng ký hội viên, cái này là môn sữa thì các bạn sẽ thường được dạy vào năm 3, cho nên là các bạn cần phải đăng ký gói ít nhất là gói chuyên ngành năm 3 thì tôi mới gửi file cho các bạn. Rồi, tiếp theo là ví dụ 10. Cái này là ống lồng ống. Tiệt trùng này tiệt trùng gì? Là tiệt trùng trực tiếp. Vì sao tiệt biết tiệt trùng trực tiếp? Tại vì có thiết bị bốc hơi chân không số 6. Thiết bị số 6 là cái nồi này nè. Có thiết bị cái nồi này là cái nồi bốc hơi chân không nè. Số 6 nha các bạn. Số 6 là cái nồi bốc hơi chân không. Thiết bị đồng hóa số 8 đặt sau thiết bị tiệt trùng. Số 8 đây. Đặt sau thiết bị tiệt trùng. Đồng hóa. Tiệt trùng đồng hóa mà đặt sau tiệt trùng thì nó sẽ là tiệt trùng trực tiếp. Số 5 thiết bị injector nâng nhiệt độ lên nhiệt độ tiệt trùng. Cái số 5 là injector nha. Cái số 5 là injector. Thì các bạn sẽ thấy tiệt trùng trực tiếp khi mà có cái thiết bị bốc hơi chân không số 6 nè, rồi có cái thiết bị injector và cái máy đồng hóa
đặt sau thiết bị tiệt trùng thì các bạn sẽ biết đó là tiệt trùng trực tiếp. Được chưa? Đây là cái vấn đề đường đi. Sữa được làm nguội trước khi đưa vào. Cái này là gì? Lưu nhiệt. Cái này hạ nhiệt sẽ được đưa vào thiết bị hạ nhiệt xuống. Để chơi các bạn nhanh tay các bạn chụp màn hình đây nha. Tôi kéo lên đó nha. Tôi không có nhắc nữa thì các bạn thấy tôi dừng file thì các bạn cứ chụp. Rồi. Đó là một số cách phân biệt cái quá trình thanh trùng và quá trình tiệt trùng của sữa. Thì cái cách phân biệt này thì tôi sẽ trình bày trong video kỳ sau nha. Rồi, video ngày hôm nay đã hơi dài. Là phần chính đề thi dạng 2 thuyết minh sơ đồ tiệt trùng. Thì chào các bạn. Chào các bạn, các bạn sẽ xem phần 10. Là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách phân biệt cái quá trình thanh trùng và tiệt trùng nha các bạn. Rồi chào các bạn, chúc các bạn thi tốt.